Rồi cái file mà thầy đã gửi cho các bạn, chúng ta sẽ đọc từ cái bài số 2, trang 3. Local policy. Như vậy thì cái policy là cái gì? Policy nó giống như là những cái luật, những cái quy định để ràng buộc người dùng cho phép hoặc không cho phép sử dụng một cái gì đấy, làm một cái gì đấy trên hệ thống của mình, gọi là policy. Và đối với lại máy tính của mình, khi mà các bạn sử dụng Windows, giả sử bạn có một cái Windows Server chúng ta đang xài là 2K8. Nếu như các bạn mới cài đặt mà các bạn kết nối được với cái 2K3 bằng cách là các bạn đặt IP và chia sẻ dữ liệu. Như vậy chúng ta học cái đó ở bên cái mạng căn bản. Và lúc này máy của chúng ta, nếu như các bạn chưa nâng cấp domain thì nó chỉ là gì? Một cái mạng ngang hàng. Không có ai phụ thuộc ai. Như vậy, lúc này nếu như các bạn muốn quản trị cái server này thì các bạn phải quản trị trên local. Local tức là chỉ quản trị trên cái server 1. Những ai đăng nhập vào server 1 thì mới bị quản trị. Còn những người đăng nhập ở cái server khác hoặc là máy XP hoặc máy Win 7 khác không bị ảnh hưởng gì hết. Nhưng chúng ta cũng xem qua nếu mà local policy thì chúng ta setup như thế nào. Để bài sau chúng ta sẽ qua cái phần là domain policy cho nó dễ, chúng ta đi từ phần căn bản lên nó dễ hơn. Trong cái bài làm của các bạn lúc nãy, giả sử là các bạn đã làm, đã cấu hình nâng cấp domain rồi. Vậy thì chúng ta vô để chúng ta xem thử là với một cái máy nâng cấp domain thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào, nó có những gì về policy. Windows Server, máy mà mặc định cài là password 123. Máy bên này cũng password 123 luôn. Ở chỗ này Control Alt Delete, đối với máy ảo thì các bạn chọn Insert. Đây là cái giao diện mà chúng ta đã nâng cấp thành domain, các bạn cũng đã biết rồi. Như vậy sau khi các bạn nâng cấp domain thì ở trong cái menu nó sẽ có thêm cái Group Policy Management. À, cái phần này là chúng ta có được tạo khi mà chúng ta đã nâng cấp domain. Rồi cái local policy. Đây là local policy. Như vậy cái local policy của chúng ta nó cũng đã cho các bạn thiết lập được mật khẩu, thiết lập được các cái thông số liên quan đến user. Đấy là những cái mình liên quan. Như vậy đối với lại server mà đã nâng cấp domain thì nó có cái thông tin như thế. Bây giờ đối với bài thực hành này, chúng ta thực hiện trên một cái server mà chưa nâng cấp domain thì có gì khác?
Vậy các bạn đang sử dụng trong máy ảo, các bạn thực hiện một việc cho thầy. Ngay tại đây, các bạn chọn Test Snapshot và các bạn đặt cái tên cho thầy là đã nâng cấp domain hay cái gì đấy, DC hoặc là AD vân vân. Để làm gì? Để sau này khi mà chúng ta lưu lại cái bộ máy ảo này, chúng ta open lên lại thì chúng ta không cần phải nâng cấp nữa, mà cái server của chúng ta đã được nâng cấp rồi. Như vậy các bạn có thể là đã nâng cấp một lần và các bạn dùng USB để chép cái thư mục này lại, là cái thư mục mà lúc nãy chúng ta dãy ném ra đó. Sau khi các bạn học xong, các bạn có thể lưu trữ cái thư mục này của mình. Đây, có thể lưu trữ cái thư mục này của mình vào USB. Và hôm sau đến giờ thực hành thì cứ dãy nén cái thư mục này ra, chép ra là server của mình đã có. Và các bạn nên test snapshot để làm gì? Để rẽ nhánh cái quá trình làm việc. Chỗ này mình đã test snapshot là nâng cấp AD xong. Bây giờ thầy yêu cầu các bạn là quay trở lại cái máy mà chưa nâng cấp, thì các bạn chỉ việc chọn lại chỗ này, Recovery, là lúc mà giáo viên xây dựng cái máy ảo cho các bạn, người ta đã test snapshot một lần rồi. Và test snapshot chỗ này là chưa làm gì cả, mới cài thôi. Mình sẽ quay trở lại vị trí này, chọn Go To. Nếu bạn không test snapshot thì máy của bạn nó sẽ reset lại ban đầu và nó mất cái domain của mình luôn. Mất domain của mình. Ở đây chúng ta xem cái server của mình, cái cạc mạng, thì lúc này chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm đến cạc mạng, bởi vì chúng ta đang sử dụng cho máy local thì có thể chúng ta không cần quan tâm đến cạc mạng lúc này. Password của chúng ta 123. Máy chúng ta chưa nâng cấp domain, không có cái mà chúng ta nói lúc nãy, nó chỉ có một cái local security policy thôi ha. Đó, nó hơi khác cái chỗ là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành theo cái bài này. Chuẩn bị vào cái control group policy, rồi tạo 3 user U1, U2, U3 với password ABC. Add cái user U1 này vào cái group admin. Chúng ta làm việc này trước, tạo 3 user. Như vậy tạo user ở đâu? Các bạn có thể mở cái chương trình quản trị của server lên. Và lúc này chúng ta thấy cái bảng user nằm ở phía bên ngoài. Nếu máy các bạn đã nâng cấp domain thì nó nằm trong root. Còn máy mình chưa nâng cấp thì trong này không có gì cả. Tạo user, new user, U1, password ABC A+123. U2 tương tự như thế. Nhớ là chọn là bỏ cái này đi. Biết tại sao bỏ, tại sao có không? Tại sao chọn không?
cái này nói trước nghỉ lễ rồi. Cái này cố gắng nhớ nha, bởi vì khi đi thi về các chứng chỉ thì người ta có thể hỏi về vấn đề này. U3 rồi, chúng ta đã có U1, U2, U3 và người ta yêu cầu add cái U1 này vào group admin. Các bạn double click lên U1, các bạn chọn member of, nó nói là thành viên của ai, mình chọn admin, nhớ có add bởi vì đây là group thì nó có add. Và đối với U1 thì nó có hai group, một là admin, hai là user. Còn đối với U2 thì nó chỉ có một group là user thôi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái phần chuẩn bị. Tiếp theo, mở group policy bằng cách vào ring gõ MMC. Vào ring, các bạn gõ MMC. Đây là cái group policy của chúng ta. Vậy trong này chúng ta sẽ làm gì? Tại cái màn hình, chúng ta chọn menu file, chọn add remove snap in. Tại cái màn hình snap in này, chúng ta chọn group policy of text editor, chọn add, đưa qua bên này. Ở đây chọn file, chọn add remove và chọn group policy of text. Trong cửa sổ này chúng ta đang quan tâm đến phần group policy, nhưng bên cạnh đấy các bạn thấy còn rất nhiều cái mà chúng ta có thể quản trị ở đây. Vậy sau này các bạn có thể tự khám phá thêm là nó có cái gì trong này, có cái gì trong này. Bây giờ chúng ta khám phá cái trước tiên là group policy of text editor. Khi mà chúng ta net thì nó có cho mình là pro. Vậy trong này chúng ta sẽ quản trị ba phần. Ba phần. Các bạn xem cái cửa sổ đầu tiên nè. Local computer policy là chúng ta ok. Chúng ta kết thúc là nó ra cái local. Không kiểm gì hết, không có pro gì hết. Vậy cái đầu tiên, local computer policy. Cái thứ hai, người ta sẽ yêu cầu là tạo cái policy cho user U2 thôi. Vậy thì làm sao nó có cái U2 policy? Như vậy khi mà chúng ta thiết lập trên cái này thì chỉ có user U2 bị áp dụng, còn những user khác không bị ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng. Vậy chỗ này người ta nói là mình lặp đi lặp lại từ bước 5 cho đến bước 6. Lặp đi lặp lại cho đến bước 5 cho đến bước 6. Ngay chỗ pro chọn U2. Như vậy thì mình sẽ lặp lại chỗ này. Cũng chọn group policy, chọn add, nhưng mà không có finish lúc này mà các bạn chọn pro. Bên này chọn user U2. Chúng ta muốn áp dụng cho riêng U2 thì chúng ta chọn U2. Còn muốn áp dụng cho U3 thì chọn U3. Bây giờ nó đã xuất hiện. Tương tự như vậy chúng ta add thêm một lần nữa. Và bên phần user, các bạn không chọn cụ thể một user nào, mà các bạn sẽ chọn là group admin. Vậy sau này nếu các bạn thay đổi cái policy trên cái group admin thì những user nào nằm trong group admin sẽ bị ảnh hưởng, còn những user nào không nằm trong group admin thì không bị gì cả. Tương tự như vậy, các bạn chọn add, các bạn chọn là không phải group admin, thì ngược lại lúc nãy là những user nào mà không thuộc group admin thì lại bị ảnh hưởng bởi policy này. Như vậy chúng ta ra tổng cộng 4 luật. Thứ nhất là tổng quan, ai cũng bị hết nếu chúng ta thiết lập trên đây. Thứ hai, chỉ có U2. Thứ ba,
chỉ có những user nào trong group admin thì được áp dụng cái policy này hoặc là bị áp dụng tùy. Những user không nằm trong group admin. Như vậy chúng ta có tổng cộng 4 cái policy. 4 cái policy. Và chúng ta đã thấy đây, 4 cái. Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cho từng cái như thế nào. Điều chỉnh. Phần điều chỉnh này cho phép khởi động từ USB. Thì chỗ này chúng ta bỏ qua. Các bạn có thể là xem thêm phần này. Chúng ta lướt qua. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh đến user. User. Điều chỉnh policy để user không thể truy cập control panel. Tức là nếu user đó đăng nhập vào máy thì không thấy control panel đâu cả. Tức là không sửa đổi gì được trong hệ thống. Và lúc này chúng ta sẽ chọn mở control lên. Trong cái local computer, các bạn chọn user config, chọn admin template và chọn control panel. Như vậy trong phần này các bạn có thể là cấu hình cho cái local computer policy. Tất cả mọi người đều không được quyền sử dụng control panel. Như vậy chỗ này, bản thân chúng ta đang log on bằng user admin, chúng ta thấy control panel. Giả sử chúng ta log on bằng một cái user khác U1 ABC A cộng 123, chúng ta xem chúng ta có thấy được cái control panel hay không. Vẫn thấy đúng không nào? Vẫn thấy. Vậy bây giờ chúng ta qua bên kia, chúng ta áp cái policy vô và chúng ta quay lại một lần nữa xem còn thấy hay không. Rồi, local policy, chọn user config, chọn admin template, chọn control panel. Trong này nó kêu là ẩn các item hay là không cho phép truy cập vô. Không cho phép luôn. Ngay chỗ này người ta nói mình là gì? Không cho phép nhìn thấy cái control panel. Đối với lại một cái policy như thế này thì khi mà chúng ta double click lên hoặc là các bạn view ở bên này, nó có cái trạng thái ha, trạng thái not config là không quan tâm, không cấu hình gì hết. Double click lên thì nó sẽ có enable, tức là mình bật cái tính năng này lên thì user sẽ bị áp dụng là không được truy cập vào control panel. Mở rộng ra để thấy các cái nút ở dưới. Sau khi các bạn thực hiện một cái lệnh nào đó mà các bạn muốn cho server nó cập nhật thì các bạn gõ cho thầy cái lệnh này, và chúng ta nhớ là cái lệnh này chúng ta dùng thường xuyên. GB là group policy, viết tắt của từ group policy. Group policy update cập nhật ha. Các bạn sẽ chọn vào run, các bạn gõ cho thầy gp seek for enter đang cập nhật. Đã cập nhật xong, quay trở lại với user 1. Có thể rằng lúc này chúng ta vẫn thấy, bởi vì chúng ta lúc nãy chưa log on, chưa log out đúng không? Có thể chúng ta vẫn thấy ABC A cộng 123. Bây giờ chúng ta muốn thì chúng ta log off nó ra và quay trở lại một lần nữa.
không thấy nữa rồi. Control panel chúng ta không thấy nữa. Như vậy thì đối với lại cái máy này, chúng ta đang thực hiện như vậy là đang thực hiện trên local. Tức khi nào user mà đăng nhập vào chính cái máy server 1 này mới bị ảnh hưởng. Còn đăng nhập từ cái máy server 2K3 hoặc máy V hoặc máy Win 7 chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Bởi vì chúng ta đang thực hiện trên local. Bây giờ cấu hình tiếp cho những user mà không thuộc group admin. Vậy những user nào lúc nãy chúng ta tạo mà không thuộc group admin? U mấy nào? 2, 3 là không thuộc group admin. Vậy những user mà không thuộc group admin thì làm gì? Ẩn policy bằng cách ẩn desktop. Trên desktop có gì? Ẩn hết. Vậy trên desktop có gì? Có cái sọt rác. Mình có thể lấy thêm ra đúng không nào? Lấy thêm ra. Bây giờ mình làm sao để mà khi log on vào thì với user thuộc admin thì nhìn thấy, mà user không thuộc admin thì ẩn đi. Cái này làm để mô phỏng thôi, chứ có cần hay không thì tùy thuộc vào IT, tùy thuộc vào cơ quan của bạn đang làm, người ta muốn cái gì. Còn ở đây chúng ta đang làm là mô phỏng, nó có thể thiết lập được như thế, chứ không phải là đi làm IT thể hiện cho người ta thấy. Đây em thể hiện cho ẩn các icon trên desktop. Người ta hỏi chi vậy? Mình không biết trả lời. Và em học được như vậy cho nên em làm vậy. Không đúng nha. Làm nó phải có ứng dụng vào một mục đích nào đó. Như vậy giờ chúng ta sẽ áp dụng trên non-administrator. Và chúng ta cũng làm tương tự như thế. User config desktop ẩn tất cả những cái biểu tượng trên desktop. Sau khi thực hiện xong một cái lệnh của policy, các bạn nên update lại. Đối với lại user U1, lúc nãy chúng ta vào. Như vậy bản thân U1 này lúc nãy chúng ta chưa log off nè. Thì chúng ta vào nó không bị ảnh hưởng gì hết. Vậy chúng ta thử log off nó đi. Tí nữa sau khi làm thì chúng ta nên log off. Chứ chúng ta set user thì nó vẫn còn giữ. ABC A cộng 1, 2, 3. Theo các bạn thì icon còn không? Còn đúng không nào? Bởi vì user này là user thuộc admin. Còn cái chúng ta đang áp dụng là thuộc ai? Những user nào mà không thuộc group admin thì mới chịu tác động bởi cái group policy mà chúng ta mới thực hiện. User 2 không thuộc group admin. Và khi chúng ta vào không thấy icon đâu cả. New folder, lấy chuột phải new folder không được luôn. Ở đây giả sử chúng ta chọn new folder ở trong ổ C thì ok. Nhưng mà ở trên desktop, lấy chuột phải không có. Thử new folder ở ngoài này được không? Ẩn hết. Ha, ẩn hết. Mình áp dụng thêm một cái policy khác. Cho group admin. Chỉnh đối với user thuộc group admin thì chức năng change password khi nhấn internet control delete. Vậy chúng ta sẽ chỉnh cái này ở đâu? User config admin chọn system. Chọn Control Internet Delete. Được chưa nào? Đó. Ở đây. Chọn Remove Change Password.
và đổi thành enable. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cái policy đó. System remove chain password enable. Vậy chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách nào? Log on user U1, nhấn Control Internet Enter, đúng ra là delete nhưng mà chúng ta đang dùng máy ảo. Quan sát thấy không có chức năng chain password. User U2 thì có. Chúng ta đã cập nhật xong. Chúng ta vào U1. Seek user. Chúng ta đang ở trong. Chúng ta nhấn Control Internet Insert. Sao chưa thấy? Chain password. Thì chúng ta chưa áp dụng sao? U2 thử thế nào? Chain password. Có thể chúng ta nhầm chăng? Nhầm chỗ nào? Nhầm chỗ nào? Theo các bạn lúc nãy có nhầm chăng? Nhầm gì? Bạn nào phát hiện được tại sao nó không giống như là cái kiểm tra mà trong đề người ta yêu cầu? Ai phát hiện được nào? Ai giơ tay cho thầy coi? Mình làm giống như trong hướng dẫn thực hành mà tại sao mình kiểm tra nó không giống? Nhanh nào, kiếm điểm cộng nào. Một yếu tố rất nhỏ nhưng mà rất quan trọng. Tại vì sao? Sau này các bạn đi làm, các bạn có thể gặp những cái trường hợp như thế này. Mọi thứ chúng ta làm rất ok nhưng mà lại không đúng yêu cầu. Các ai phát hiện được không? Rồi, mời em. Ok, cảm ơn em. Tí nhắc cho thầy cộng điểm. Cái đề yêu cầu là áp dụng cái policy này trên cái group admin. Còn lúc nãy thầy làm là gì? Áp dụng cái policy này trên cái group không thuộc admin. Cho nên chỗ này chúng ta trả lại cho người ta. Not config. Và chúng ta làm ở đây. Nhầm chỗ. Sau này các bạn đi làm cũng có thể gặp trường hợp này đấy. Đâu nào? System remove chain password. Và chúng ta sẽ update lại một lần. Các bạn có thể làm nhiều cái policy rồi update một lần cũng được, chứ không nhất thiết là mỗi cái mỗi update. Và quay trở ra, chúng ta sẽ vào user U1. Nhấn Control Internet Delete. Mất tính năng đó rồi. Mình muốn mất lock computer, muốn mất
ship user muốn mắc log out, muốn mắc star task manager thì chúng ta đều có thể làm được cả. Đúng không nào? Quay trở lại, chúng ta vào thử user U2. Control Antanas Delete. Có, bình thường. Như vậy, đúng theo yêu cầu chưa nào? Đúng. Và điều chỉnh cho từng user. Từng user. Tức là chỉ có user nào chúng ta áp dụng thì mới ảnh hưởng, còn user khác thì không. Vậy chỗ này người ta áp dụng cho user U2. User U2. User U2. User U2, cái phần mà không cho phép truy cập vào Control Panel, chọn Disable đi. Chú ý chỗ này nhé, Disable đi. Chúng ta quay trở ra và chỉnh lại cái chỗ U2. Bây giờ nè, trong trường hợp này U2 có thấy được Control Panel không? Đến lúc này có thấy không? Không thấy. Bởi vì lúc nãy chúng ta áp dụng cho tất cả user đều không thấy. Đúng không nào? Vậy sau khi mà chúng ta điều chỉnh cái policy sắp đến thì U2 sẽ như thế nào? Đây chúng ta sẽ vào U2. Config. Control panel, đúng không nào? Và chúng ta chọn Disable. Disable. Update lại. Chúng ta vào U2. Xem có Control Panel. Chúng ta vẫn sử dụng được bình thường. Còn nếu chúng ta vào U1 hoặc U3 thì chuyện gì xảy ra? Không thấy Control Panel đâu cả. Chú ý chỗ này. Chú ý chỗ này. Khi chúng ta áp dụng, lúc nãy chúng ta áp dụng policy, cái đầu tiên chúng ta áp dụng cho tất cả, nhưng mà đến cái thứ tư chúng ta làm thì riêng cái thằng U2, riêng cái phần Control Panel, cái chỗ mà không cho phép truy cập, chúng ta disable nó đi, tức là không còn tác dụng đối với U2. Trước đó mình đã thiết lập rồi, nhưng mà đến bây giờ mình disable chức năng này đi thì đối với U2 không còn tác dụng nữa. Còn nếu mà bạn chọn not config là không được nhé. Not config tức là không cấu hình, tức là không quan tâm. Vậy thì nó lấy cái trên nó áp xuống. Rồi, chú ý chỗ này. Rồi, đối với lại cái bài tập của mình, các bạn đã làm xong phần bài số 2. Chúng ta sẽ làm lại cái phần bài số 2 ở đây. Nhớ